chốt kiểm tra y tế cầu Mây Tức, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long. Kiểm tra phát hiện xe ô tô tải do anh Cao Văn Luân, 43 tuổi, ngụ ấp Long Điền 1, xã Long Phước, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước điều khiển qua chốt và phát hiện 3 người đang trốn phía trong thùng xe tải. Qua làm việc, ba người này khai tên là Thạch Saka, 45 tuổi, Kim Si Hát, 30 tuổi và Thạch Đê, 21 tuổi, cùng cụ ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long. Bước đầu, tài xế Cao Giang Luân cho biết, sáng ngày 2 tháng 9, anh điều khiển xe ô tô tải di chuyển từ tỉnh Bình Phước đến ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh để thu mua hạt điều. Tại đây, anh Luân nhờ những người nêu trên cùng đi đến khóm 2, thị trấn Càng Long để chuyển hàng lên xe giúp. Xong việc, anh Luân đưa cả ba người này về xã Bình Phú, huyện Càng Long. Nhận thức được việc ra đường không có giấy di chuyển là vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19, nên cả ba đã trốn phía sau thùng xe. Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm tra y tế thì bị phát hiện. Công an huyện Càng Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba đối tượng trên về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Lập biên bản đối với anh Luân về hành vi chở người trong thùng xe trái quy định và không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.